Trạng cái thân vỏ của tàu nó đã bị biến dạng và nó ở phía trước nó bị nứt, do vậy là ngư dân không dám cơ động, thì cơ động sóng nó sẽ đánh về phía mũi tàu và nó làm vỡ tàu ra. Do vậy là khi mà tiếp cận được ngư dân thì các anh ngư dân rất là mừng, và chúng tôi cũng rất là mừng, bởi vì giống như là mình đi tìm được cái người thân mà gặp nạn ở trên biển, rất là mừng. Chúng tôi bằng cái nghiệp vụ của chuyên ngành hàng hải, chúng tôi xác định cái dòng chảy, hướng gió và tính toán cái vận tốc tương đối của cái tàu bị nạn trôi, sau đó là cơ động đón để chúng tôi tiếp cận mục tiêu. Khoảng cách bờ là 300 mấy hải lý. 300 mấy hải lý. Dạ, 300 mấy gần 400 hải lý. Là coi được cái anh chị là ngày em đêm. Lúc anh quay lại tàu kia thì anh có phát hiện hoặc là có cái manh mối gì không? Nói chung là chạy tới là cách đêm đi, mà chạy là ngược chó với lại là xéo lớn. Bao lâu thì anh chạy tới? Chạy tới là gần 1 tiếng hồ. Là thấy chạy tới là không thấy gì cả, mà hoàng nghe cái điểm bấm luôn là không có thấy gì hết đó. Bao lâu thì máy của anh bị hỏng máy? Dạ, nói chung là xéo to quá là nó bị chết lên chết xuống. Là chạy vẫn được xuống ấy đồ là bình thường, mà ấy là nó chết mấy lâu chết lên chết xuống vậy, chứ còn là cũng chạy cũng bình thường được. Đó, mà do là xéo to quá là chèo ghi không được, là cuối cùng là tìm tiếng máy 2 tiếng hồ là không có ra, là cuối cùng chèo không được là buông dù chen lại, chứ nếu chạy nữa là lật hay là cả chiếc luôn ở đây luôn. Anh em rất mừng cái ngày chức năng đã hỗ trợ kịp thời. Bây giờ về đến cảng Ba Ngòi rồi thì anh có tâm trạng hay sao? Dạ, tâm trạng nói chung là hề buồn có buồn mà cũng rất là vui, vì các cái nhà chức năng ông Tâm mới đến tới đây và kiểm ngư đã nhích vô tới đây là gọi là quá mừng rồi. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.